Phan Trang này, Phan Trang có phải là một người đam mê truyện tranh Nhật Bản không? Có chứ, em rất là thích truyện tranh Nhật Bản, nhất là bộ truyện Doraemon. Thế có bao giờ Phan Trang nghĩ là mình sẽ hóa thân thành một nhân vật trong truyện chưa? Em cũng muốn lắm nhưng mà chưa có cơ hội được thử anh ạ. Không biết là khi mình hóa thân thành một nhân vật nào đấy thì có sự khác biệt gì không nhỉ? Vậy thì ngay sau đây Quốc Dũng xin mời tất cả các bạn cũng như là em Phan Trang, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau để biết thêm chi tiết hơn về cosplay các bạn nhé. Cosplay hiện đang là một nét văn hóa được các bạn trẻ Việt Nam cũng như các bạn trẻ trên thế giới yêu thích. Cosplay không phân biệt giới tính hay tuổi tác và ai cũng có thể gia nhập vào nền văn hóa này. Theo em được biết thì cosplay là viết tắt của cụm từ costume player, trong đó thì là người hóa trang thành các nhân vật trong anime, game hoặc là comic. Hầu hết những người yêu thích văn hóa cosplay đều tự làm hay thiết kế những bộ phục trang cho riêng mình hết sức tỉ mỉ dựa trên nguyên mẫu và sẽ hóa trang sao cho giống với nhân vật nhất, từ trang phục cho đến kiểu tóc. Với các trang phục cosplay của bọn mình thì đồ áo bọn mình có thể tự làm được, còn riêng tóc tai hoặc một số phụ kiện quá khó thì bọn mình phải đặt mua. Còn gần như là đồ tự làm hết. Với cách các trang điểm thì gần như là chưa có lớp trang điểm nào dạy con nghiệp cosplay, nên bọn mình chủ yếu là mày mò trên mạng, rồi xem các tốt hướng dẫn, rồi tự làm theo. Hoặc là có các nhân vật mà bọn mình thường hay cosplay, thường đó là các nhân vật trong manga, thì có Naruto này, có Doraemon này, có Conan này, có Ichigo này, một số các bộ comic khác như là Người Nhện hoặc là Superman chẳng hạn. Bước vào thế giới cosplay mới cảm nhận được những niềm vui của các bạn trẻ khi được tự do thể hiện nhân vật mình yêu thích, và dường như nó gắn liền với một chút cá tính của họ. Bây giờ em đang hóa trang vào nhân vật Zoro and Zoro trong bộ truyện tranh One Piece phiên bản Z Movie. Khi hóa thân nhân vật này thì em cảm thấy khá là giống mình. Có chút gì đó nhập tâm. Nhân vật này em yêu thích ở điểm là anh chàng này rất ngầu. Thay vì chỉ hóa thân khoác lên mình những bộ quần áo giống nhân vật như trước đây, giờ mọi người còn tạo dáng, thể hiện phong thái sao cho giống nguyên mẫu. Lần đầu tiên em cô đen thì không ai nhận ra cả, người quen em đi qua trước mặt rất nhiều lần không nhận ra, em cảm thấy mình thực sự là như sống như một người khác. Thì tất cả mọi người cosplay đều sẽ nói là thật tuyệt vời khi là mặc trên mình bộ costume mà mình yêu thích ạ. Và em thì rất là yêu quý Nami tại vì cô ấy rất mạnh mẽ, rất dũng cảm và rất là tuyệt vời khi mà được mặc trên mình bộ như này. Chỉ cần các bạn đam mê nghệ thuật cosplay thì đây sẽ là thiên đường để các bạn biến những ý tưởng của mình thành hiện thực.